Xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình làm cái món củ cải trắng nha các bạn, với cà rốt ha, trộn chua ngọt với lại đậu hũ nha các bạn. Mình làm cũng đơn giản chứ không có cầu kỳ gì để mình ăn nha các bạn. Bên đây thì mình có chuẩn bị là xà lách ha, ớt và chanh. Đây thì mình chuẩn bị cho trái chanh ha, chanh nấm nha các bạn, để mình trộn. Thì thành phần trộn ở đây thì có 2 muỗng tương ớt. Đó, mình sẽ cho vô trong cái chén luôn nha các bạn. Mình vừa pha nước chấm và mình vừa pha nước trộn luôn nha các bạn. Rồi, ở đây nước mắm thì mình có 1 muỗng ăn canh nước mắm nha. Có chuẩn bị nửa muỗng cà phê bột ngọt và 1 muỗng ăn canh đường nha các bạn. Mình sẽ cho vô đây mình hòa tan luôn nha. 1 muỗng ăn canh chanh ha. Rồi mình sẽ hòa tan lên cái thành phần này, rồi mình cho ớt với tỏi vô nha các bạn. Ở đây thì có 3 cái củ tỏi cô đơn và 5 trái ớt, ớt nhỏ này các bạn, ớt này ở nhà mình trồng ha. Rồi nếu các bạn ăn cay không được thì các bạn xài ớt sừng này. Đó, ớt sừng này chủ yếu là để làm cho nó đẹp hơn nha các bạn. Rồi mình sẽ cho hết thành phần ớt với tỏi này vô ha. Mình vừa làm nước chấm rồi mình vừa trộn luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ đánh nó đều lên thành phần này. Một tí nữa mình sẽ đi vào củ cải trắng với cà rốt, rồi mình quay lại mình sẽ trộn nha các bạn. Ở đây thì mình có chuẩn bị hành phi nha các bạn, một tí làm xong mình sẽ gãi lên ha, và trang trí thêm cải xà lách và ớt trên mặt cho nó đẹp nha các bạn. Rồi mình sẽ cắt cái củ cải cái đầu nha các bạn, mình sẽ gọt ha, cà rốt luôn nha các bạn. Đó, mình bào cho nó sạch cái vỏ ngoài nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vào củ cải nha các bạn. Các bạn bào hơi dày chút ha, mỏng quá nó không ngon nha các bạn. Các bạn ngâm nước đá thì nó sẽ ngâm nước, nó sẽ cái củ cải nó sẽ bớt cái độ hăng nha các bạn. Rất là dễ làm cái món này các bạn, mà ăn nó ngon ha. Củ cải mình bào cũng xong rồi các bạn, mình có chuẩn bị thau nước đá đây ha. Bây giờ mình sẽ cho củ cải hết vô nha các bạn. Đó, mình ngâm nước đá ha. Đây chanh đây, mình sẽ lựa cái hộp ra ha. Rồi mình dắt nó vô, mình trộn nó lên. Rồi mình sẽ ngâm cho nó ngập nha các bạn, ngâm nước đá cho nó ngập ha. Củ cải ăn sao các bạn ăn nó không bị nồng mà không bị mềm ha, mà nó vẫn giòn nha các bạn. Khi mình bào như thế vậy là mình ngâm nó rất là ngon nha. Rồi mình sẽ để đây 10 phút sau, giờ sẽ cắt đậu hũ mình chiên. Mình sẽ sử dụng 1 tấm thôi nha các bạn, nhiều quá ăn không hết đâu ha. Mình sẽ cắt cái độ dày nó cỡ này ha, cỡ này là được nha các bạn, đừng có dày quá ha. Thì một tí các bạn chiên nó giòn ra ăn rất là ngon, còn các bạn sắc mỏng quá thì nó dở lắm nha các bạn, mà dày quá nó cũng dở ha, dày quá thì nó không giòn, mà mỏng quá thì chiên nó không đều, nó không ngon nha các bạn. Giờ mình sẽ cho dầu vô mình chiên đậu nha các bạn. Mình sẽ cho đậu vô ha.
các bạn chiên đậu cho nó vàng luôn nha các bạn. Rồi giờ đậu vàng rồi, mình vớt ra cái dĩa, mình để cái giấy thấm dầu nha các bạn. Sau khi mình ngâm đủ thời gian rồi, mình vớt ra, mình bỏ ra cái rổ, mình để cho nó ráo nước nha các bạn. Rồi tí mình trộn nó sẽ rất là ngon ha. Củ cải ăn rất là giòn nha các bạn. Rồi giờ mình đi hái rau găm nha các bạn. Đây bụi rau găm nhà mình đây. Rau găm này kêu bằng rau găm dĩa nha các bạn. Mình sẽ hái một ít đọt xuống mình ăn được rồi. Trang trí cho nó có mùi nó thơm nha. Không cần nhiều nha các bạn, vài cọng là được rồi. Mùi rau găm rất là tốt. Rồi, rồi. Nấm là đủ ăn rồi các bạn. Đây. Nhiều đây ha. Rồi mình đi xuống nha các bạn. Đây là cái vườn nhà mình trên sân thượng đây. Đó, cảnh trên sân thượng đây các bạn. Đây, sân thượng nhà mình đây ha. Xã và có trồng cây cóc. Đây, cây cóc quá trời trái luôn. Cóc trái khiếp luôn nè các bạn. Chín rồi ha. Đó, các bạn thấy đã không? Này có thành quả của bà xã mình trồng ha. Củ cải nó cũng ráo nước rồi ha. Mình sẽ cho ra cái đĩa nha các bạn. Phần nước chấm lên nha các bạn, mình sẽ trang lên ha. Đó, tùy sở thích các bạn ăn ít nhiều nha. Đó thì nó sẽ ngấm vô, mà nếu như nhà các bạn có khách tới các bạn làm theo cái kiểu này thì ăn cũng rất là ngon nha các bạn. Đó, cái nước chấm đó, các bạn thêm nó rất là sánh và nó ngon ha. Rồi cái phần đậu hũ chiên giòn ở đây các bạn nó rất là giòn ha. Đây mình sẽ để ở bên ngoài nha các bạn. Đó, mình không có cho vô ha. Khi nào mình ăn thì mình sẽ để lên nha các bạn. Đó, cái phần đậu hũ này nó rất là giòn và ngon ha. Rồi cái hành phi này thì các bạn sẽ cho vô nha các bạn, tùy khẩu vị các bạn ăn nhiều ít ha. Đó, cho nó vô, khi nào mà mình ăn thì mình sẽ bỏ nó vô thì nó sẽ thơm mà nó giòn nó ngon hơn nha các bạn. Đó, rồi mình sẽ cho rau găm lên ha. Ở đây thì còn ớt rồi, nãy mình sắc còn lại các bạn mình sẽ cho vô luôn ha, cho trang trí cho nó đẹp nha các bạn, bắt mắt hấp dẫn nha. Rồi bây giờ mình làm xong rồi nè các bạn, đây món đậu hũ chiên giòn đây các bạn, ăn kèm với gỏi củ cải cà rốt đây ha, chua ngọt nha các bạn. Đây rất là ngon nha. Đó, miếng đậu hũ rất là giòn mà ngon nha các bạn. Và đĩa gỏi của mình đây ha, đĩa củ cải trộn với lại cà rốt ha, nước mắm chua ngọt nha các bạn. Rồi bên đây là chén nước mắm ha. Đây mình sẽ ăn kèm với lại đậu hũ nha các bạn, đậu hũ chiên giòn ở đây ha. Đây xin mời tất cả các bạn, xin mời tất cả mọi người ha. Dùng bữa cơm đơn giản với mình nha các bạn. Củ cải trắng, củ cải đỏ trộn với lại nước mắm tỏi ớt ha. Đồ chay nha các bạn. Và đậu hũ chiên giòn nha. Nước mắm ở đây nha các bạn. Đấy, nếu như các bạn ăn mà có lạc các bạn sẽ chấm vô đây ha. Rất là ngon nha. Đậu hũ nó giòn nó rất là ngon nha các bạn. Béo mà giòn ha, củ cải trộn rất là vừa ăn ha, hòa quyện với nước mắm chua chua ngọt ngọt nha các bạn, rất là ngon, ngon quá các bạn ơi, tuyệt vời, vừa ăn mà củ cải nó không mềm nha các bạn, cà rốt cũng không mềm ha, có cái độ lạnh của nước đá ngâm đó các bạn, ăn rất là giòn, gia vị của nước chấm thì rất là vừa ha, rất là sánh và vừa ăn nha các bạn. Nếu các bạn ăn mặn á
thì tùy khẩu vị các bạn ha. Củ cải trộn với lại nước mắm chua ngọt ha, ăn kèm với lại đậu hũ chiên giòn nha các bạn. Thì cái clip mình cũng khá dài rồi, mình cũng xin khép lại tại đây ha. Nếu các bạn thấy cách mình chia sẻ hay thì các bạn nhớ bấm like cho các bạn cùng xem ha. Nhớ bấm đăng ký để xem món ăn mới hoặc cách làm mới của mình ha. Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo nha.